Ok, rồi thế cho làm cameraman nhé. Lên đây, cả mẹ. Đừng lắc lư nhiều, cố gắng để tại chỗ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chia hai đội để thi đấu nhé. Quay người lớp này. Rồi. Bây giờ đứng lui ra góc nhỉ, đứng lui ra góc nhỉ. Đấy. Bây giờ chúng ta tách ra. Sao thế? Sai rồi. Đây đây, phải cầm như này. Được chưa? Cầm như này. Đấy thì mới cây quay xuống người ta. Đây nhá, chúng ta tách thành hai đội, đây đội A, đây đội B, ok chưa? Rồi. Sẽ thi dịch trong nội dung của những bài tập học thôi. Vừa là thua thì mỗi đứa chuẩn bị sẵn 10.000 nộp cho bàn luận. Ok. Quả này lên đầu tiên thì Ngọc Trinh. Này. Câu thứ nhất dành cho Ngọc Trinh. Không mang sách lên, các tử ở dưới khu vực nhắc nhá, nhắc phát phát một điểm luôn đấy. Thứ nhất này, bạn bận công nói ạ. Rồi, tôi không bận lắm. Chính xác. Câu cuối cùng nhá. Bố bạn bận không? Chết rồi, gì ba ba. Được 2 điểm rồi nè. 1, 2. Đây nè, chỉ đây nè. Đây là để đóng gương. Đây là bố tôi. Mời vào, mời ngồi, mời uống trà. 3 điểm. Bên kia, đây nè. Hình như là có cảm giác là chưa cân lắm hay sao. Bên này nhá, 4 này, 3 là 7 này, 13 là 10, 11 này. Bên này là bao nhiêu nhỉ? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dư mất 10 đúng không? Thế thì phải... Thế thì vẫn đang dư, thế thì càng dư. Càng dư càng dư rồi. Cắt bớt một người ra. Thằng kia, lựa này ngồi, mày. Hùng đúng không? Hùng à, lựa đấy, sang chân một. Để cho chân. Cho chân người. Đấy, sang kia bắt đầu nha. Đây anh đợi tiếp lại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ông này nữa là 13. Rồi ok. Cái này là 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cân đấy. Ok. Bắt đầu nhé em nhé. Đừng khách khí. Ông khách khí quá. Ông được nhá. Không được, sai rồi, nhìn khách khí gì đó. Câu số 3, tôi uống trà. 2 điểm, lỡ. 1, 2. Đây này. Câu thứ nhất nhá. Hôm nay thứ mấy? Tốt, hôm nay thứ bảy. Liệu. Tiếp, hôm nay thứ ba. Rồi. Tiếp, bên kia, lên đi bố. Câu thứ nhất, bố nha. Em trai bạn bận không? Nhắc vào mất điểm đấy, ngu ạ. Em trai bạn bận không? Hết giờ. Câu số 2. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Có một người nhắc cho bạn ấy nên là mất điểm luôn. No. Được chưa? Tiếp nhắc học, nhắc tới đây. Câu số 3, hiểu rồi. Nhắc tiếp đây. Tiếp khách. Đáp án là gì ạ? Tỉnh lợn. Đấy đây em. Câu thứ nhất dành cho em. Đúng hay không đúng? Vâng. Đúng rồi. Câu thứ nhất, đúng rồi. Tây là đúng rồi. Câu cuối cùng. Tôi hỏi các bạn dạ nhời được không?
Tiền khách. Hai điểm. Bên kia người đây nè. Tuấn. Đôi thứ nhất dành cho Tuấn nhá. Bạn đi đâu? Chết luôn thì truy nã. Câu số 2, về trường học. Chết tiếp. Câu cuối cùng, tạm biệt. Giỏi nhé. Tiếp. Câu anh đây nè. Câu thứ nhất dành cho chị Oanh. Mẹ cố lên. Tôi đi Thiên An Môn. Chuẩn luôn. Câu số 2. Không sao đâu. Nhắc to vào. Hết giờ, câu cuối. Hôm nay bạn đi đâu? Chính xác, 2 điểm. Bên kia người lên nè. Câu thứ nhất của anh nè. Hôm qua bạn đi đâu? Chính xác. Tôi đi Thiên An Môn. Tôi về trường học. 3 điểm. Cái này người lên nè. Tiếp tục nha. Câu thứ nhất là dành cho em này. Ngày mai thứ mấy? Ngày mai thứ 6. Câu cuối cùng này. Tôi đi ngân hàng rút tiền. 3 điểm. Bên kia người lên nè. Câu thứ nhất dành cho em. Bạn đi Thiên An Môn không? Câu thứ hai. Ngày mai gặp. Câu cuối cùng. Tôi học tiếng Hán. Chết. Xế khác nghỉ thôi. Làm gì có sao. Bên này người lên đi. Vẫn tuyệt à, đấy người lên đi. Câu thứ nhất dành cho bạn này. Tôi học tiếng Ả Rập. Của chế A La Bố. Chính xác. Bạn học tiếng Tây Ban Nha không? Nghỉ chế Chi ba nhá nghỉ ma. Câu cuối cùng. Ngày mai tôi đi ngân hàng rút tiền. Minh Thiên của Truy Ý Hàng Chỉ Chiến. Quá ngon, 3 điểm. Lên. Khẳng trước. Câu thứ nhất, bạn đi Bắc Kinh không? Chính xác. Tôi không đi. Câu cuối cùng này. Tôi học tiếng Nga. 3 điểm. Nào, bên này người lên đi nhé. Đun đầy đi. Bạn nào trả lời? Bạn học tiếng Hàn Quốc không? Không được, Hàn Quốc bị sai rồi. Câu thứ hai. Chúng tôi đều học tiếng Tây Ban Nha. Ủa mần là to rồi, ủa mần. Chết câu số 2 rồi. Câu số 3 nhá. Anh ta cũng học tiếng Nhật. Thiếu gì? Bên kia trở lên. Câu thứ nhất. Tôi đi bưu điện gửi thư. Câu số 2. Bạn học tiếng Nhật không? Dư bà lùi mà. Cũng được, ok. Câu cuối cùng. Hôm qua tôi đi ngân hàng rút tiền. 昨天我去银行取钱。3 điểm. Câu
Câu thứ nhất dành cho em. Bạn học tiếng Đức không? Đúng. Câu số 2. Tiếng Tây Ban Nha khó không khó? Cũng đúng đấy. Câu cuối cùng. Anh trai bạn bận không? Ba điểm này. Được chưa đâu, nhanh được chưa? Bố mẹ tôi đều là giáo viên. Sai rồi, tông sư giáo sư. Câu số 2. Anh ta rất bận. Đúng rồi. Câu số 3. Em gái tôi không bận lắm. Hay điểm, được. Bên này rồi, bên này. Câu thứ nhất dành cho bạn này. Mẹ tôi cũng là giáo viên. Chết rồi, của mama giáo sư là sư. Câu số 2. Tiếng Hàn Quốc khó không? Hán gì ạ? Hán búa là đứt rồi, hán búa. Câu cuối cùng. Tôi không đi ngân hàng rút tiền. Không được, của Phú Duy, tiện khách. Cái kia cười lên. Ngứa chân quá. Câu thứ nhất dành cho em nha. Câu thứ nhất này. Anh ta là người Tây Ban Nha. Trên đầu tiên, Tha Sư Si Văn Giả Rần. Câu số 2, tôi học tiếng Anh. Câu số 3, tôi không đi ngân hàng rút, tôi không đi bưu điện gửi thư. Sai. Cái này người lên. Câu thứ nhất dành cho Đức. Chúng tôi đều là người Ả Rập. Câu số 2. Anh ta không phải là người Nhật Bản. Câu cuối cùng. Bạn học tiếng Nga không? Một điểm. Ngồi lên. Câu thứ nhất nha. Đúng hay không đúng? Hiểu hay không hiểu? Cái gì ạ? Chết. Tổng phu tử. Câu cuối cùng. Ngày mai tôi đi Bắc Kinh. Hai điểm. Bên nào lên trước nhỉ? Bên này lên trước hả? Rồi, trước bên này sẽ phải được lợi một lần rồi. Bên này câu thứ nhất dành cho em nha. Anh ta cũng đi ngân hàng rút tiền. Cái gì ạ? Chết câu đầu tiên. Câu số 2. Chúng tôi đều đi bưu điện gửi thư. Ủy mân thì chắc đứt rồi. Câu cuối cùng dành cho em. Bạn học tiếng Tây Ban Nha không? Ỷ thì đi về. À điểm. Thế nhưng người đang lên. Bên này sẽ được lên cuối này đúng không? Bên này được lên cuối này.
không, bên này sẽ được lên 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 sau cùng đúng không? Tại bên này lên trước đúng không? Ừ, bên này sẽ còn được lên. Tiếp tục nha. Bạn đi đâu? Mình chưa nào? Đúng, câu số 2. Tôi không về trường học. Ủa, chết luôn. Câu muốn cuối cùng, hôm nay thứ mấy? Chính thiên chính chỉ. Chết tiếp, được một điểm. Chính thiên sinh chỉ. Tiếp, bên người đây rồi. Đây này, mình hy vọng cả đội biết này được. Bên kia còn người không? Còn người không? Để ta tiếp tục nha. Chúng tôi đều đi thiên an môn. Ông số 2. Bọn họ đều về trường học. Chị chết tiếp. Câu cuối cùng. Ngày mai tôi đi đến trường học. Một điểm. Bên này còn là thằng này cuối cùng đúng không? Bên này ai còn ai nữa? Hai người hết rồi gì? Nhưng mà vẫn sẽ còn lượt tí vẫn bắt được một đứa. Tại bên này nó còn. Câu thứ nhất dành cho em này. Ngày mai tôi không đi thi đan môn. Cái gì ạ? Ngày mai tôi không đi thi đan môn. Bình thiên chi không được. Bình thiên cho. Câu số 2. Bạn về trường nào không? Chỉ mới thấy xe sao mà. Đúng, câu cuối cùng. Bạn hiểu không? Điện khách. Một điểm duy nhất. Bên này. Linh đã lên chưa? Linh lên rồi hả? Thế thì bây giờ làm Đức lên đi. Kệ mày. Bây giờ bọn này còn được một lần nữa mà. Bọn này mất đi một lần. Tiếp tục nha. Chúng tôi đều không phải là giáo viên. Bọn họ đều đi thiên an môn. Chết rồi mình kệ. Bọn họ đều đi thiên an môn. Tàu phải chết rồi. Câu cuối cùng nè. Tôi không học tiếng Hán. Ủa, thôi được. Đứng mình đi. Một quyển sách nha. Yeah. Ok. Có sách để đọc rồi. Ok. Nào thu tiền nhanh lên khẩn trương. Thu xong.